chậm hồn vai. Xoay lồng chán lồng xuống. Cúi thế này mà không đạt chết nhá, chết chết. Cúi quá. Đừng im, đừng im đấy thôi. Thôi đừng im đi. Hả? Đang cúi quá à. Ây. Chết nha. Các bạn người đã xem clip của Bộ Khánh Linh. Bổi này quá gấu.